Xin chào tất cả anh em. Nay giới thiệu với anh em một số món đồ nghề nha. Đầu tiên là cái thùng số 1 ha. Thì cái thùng KTC này bán 1,5 triệu nha anh em, chỉ có khoảng bao ship nha. Đây mình giới thiệu với anh em một cái thùng đồ nghề của KTC nha anh em. Đó, cái thùng này thì nặng 6,5 kg, chiều dài của nó là 42 cm, chiều cao là 20, rộng 22. Ở đây có ghi sẵn cho anh em coi cho dễ nè. Dài 42, cao 20, rộng 22 nha anh em, nặng 6,5 kg ha. Thùng KTC, nước sơn ok ngon lành. Đó. Thì nó bị tróc sơn đây chút xíu nè. À, còn ngoài ra ở trong còn đẹp lắm nha anh em. Đó. À. Đó, thì cái thùng này đặc biệt cái chỗ á, mở ra nè. À, ở đây nó có cái hai cái ngăn để mình xách lên được nha anh em. Đó, anh em để đồ đây nè ha, ví dụ ốc vít gì đó mình xách lên. Đó, ở đây cũng có cái ngăn để mình xách lên luôn. À. Vậy cái ngăn bên này á mình xách lên á thì nó còn cái ngăn ở dưới nữa. Đó, anh em muốn đựng gì tùy thích. Ha. À. Đó thì nó có 3 tầng vậy nè. Này còn rất là đẹp nha anh em. Nước sơn nó còn ok luôn. Đó, nước sơn còn đẹp lắm anh em ha. Đó, cái ngăn thì có cái ngăn này hơi cày xíu nè. Đó, còn ngoài ra ok đó. Đó, mình cảm nhận cái thùng này còn đẹp, chắc chắn. Nặng 6,5 kg luôn nha anh em. Đó, cơ cấu của nó nè. Kẹt cái ngăn dưới. Đó, này để xoay chỗ thôi. Đó. Khóa lại nè, gài đây nè, đó, đây có cái lỗ đây nè, móc ổ khóa lại, à, bên này thì không có nha anh em, nó khóa một bên thôi, bên này gài thôi, đó, nó còn rất là đẹp ha, quay cho anh em coi, KTC nè, hai gạch quality tool, đây cho anh em coi cái mặt đáy, đáy còn ok lắm nha anh em, đáy còn đẹp lắm ha. Đó, này nó cần cái thùng KTC này liên hệ mình nha anh em. Đó, kích thước của nó nè. Dài 42, cao 20, rộng 24 ha. Nặng 5,5 kg. À, lộn rồi. Dài 42, cao 20, rộng 22, nặng 6,5 kg nha anh em. Đó. Rồi, số 2 là cái thùng màu xanh của Banzai. Cái thùng này là 1,3 triệu nha anh em. Chuyển khoản bao ship nha. Rồi, mình giới thiệu với anh em một cái thùng đồ nghề nha anh em. Cái thùng này là Banzai. Ha. Đó, nước sơn nguyên zin luôn, nặng 5,5 kg. Thì chiều dài của nó là 42 cm, nó cao 20, nó rộng 24 nha anh em. Đây em có ghi nè. Dài 42 ha, cao 20, rộng 24, nặng 5,5 kg. Nước sơn nguyên zin rất là đẹp luôn. Đó. Ha. Thì ở đây nó hơi cấn cấn móp móp một số chỗ nè. Đó, còn ngoài ra còn đẹp lắm nha anh em, nguyên vẹn luôn. Đó. Có quay sách cho anh em sách đồ nặng luôn ha. Này Banzai nha anh em. Bên này thì đẹp ha. Bên này thì đẹp. Đó. Cái này là 3 tầng vậy nè. 3 tầng. Đó, 1 tầng dưới với 2 tầng trên. Đó. Thì cái thùng này đặc biệt á, anh em có thể mở cái nắp ra mà mình không cần banh cái thùng ra ha. Đó, mình mở cái nắp ra nè. Đó, mình không cần banh cái thùng ra nha nè. Mở nắp ra luôn. Đó. Ha. Thì ở đây nó có 5 cái tấm ngăn. Ha. 5 cái tấm ngăn chưa xài luôn, còn nằm trong bọc luôn nè, chưa gắn vô luôn. Anh em người nào thích thì gắn vô ha. Đó, 5 tấm ngăn. Đây mình mở ra cho anh em coi ha. Cái thùng này rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, mình mở ra nè, nước sơn nguyên zin nè. Đó, cái này người ta chưa có xài luôn á, còn rất là đẹp ha. Thì anh em xài anh em lót một lớp giấy ra nè. Đó, mà lót một lớp giấy anh em cắt giấy á với bìa á ha, anh em lót đây lót đây lót đây thì mình xài cái thùng rất là đẹp, nó không có bị trầy cái sơn. Đó. Đó, cái thùng còn rất là đẹp nha anh em coi nè. Thấy không, dài 42, cao 20, rộng 24 ha, rất là đã nha anh em. Đó, của Banzai nè, thùng Banzai. Đó, nguyên vẹn luôn, nước sơn nguyên zin luôn, không có vấn đề gì hết ha. Đây đóng lại. Đó. Đó, ha. Ngay thẳng luôn nha anh em, không có mớp méo sọc sạt gì hết ha. Đó, chỉ có nó bị cấn ở đây một số chỗ nhẹ nhẹ đây nè. Còn ngoài ra cái thùng này còn đẹp luôn. Đây quay cái dưới đích cho anh em coi. Đó, cái đích của nó nè. Không? Chỉ hơi trầy trầy chút xíu thôi. Đó, cái thùng này còn ok lắm nha anh em. Anh em nào cần thì nhắn tin cho mình nha. Đó, cái thùng 5,5 kg ha. Rồi số 3 là một cây mở áo con. Đó, cái này thì 400.000, chuyển khoản bao ship. Đó, mở được con số 3 với con số 4 nha anh em. Thì khi anh em mở con anh em chọc vô nè, xong anh em gặt cái. Đó, là cái này nó chạy nè anh em thấy không.
nó sẽ mở được cái áo con của mình ra. Cái này dành cho anh em làm máy tiện máy phay á. À, mình mở áo con rất dễ dàng, bình thường phải lấy cái búa đóng nhưng mà cái này không cần ha. Đó. Xài rất là tiện, gặt một cái là ra liền ha. Bunmatic nè. Đó nghĩa là kéo á. Mở con số 3 số 4. 400.000 chỉ khoảng bao ship nha nè, mà số 3. Rồi, số 4 600.000 một cái súng xịt vệ sinh made in Japan. Đó, mời anh em xem clip test. Đây là anh em, made in Japan nha. Creamy ha. Đó. Bên này là chữ engine cleaner, này của Kinki nha nè. Đó, đây mình nhúng vô cái chậu nước nè, anh em thấy không? Chuyền ống lên nè. Xịt đều đảo nè. Rồi, nếu mà anh em siết cái này là chặt lại nè. Là nó không hút nước lên nữa ha. Đó, mình có thể điều chỉnh lượng nước nhiều ít là được bằng cái này. Đó, ha. Đó, anh em thấy không? Nó phun rất là đều, rất là đã luôn ha. Rồi số 5. Số 5 là một cái vòi tưới tưới lan. Đó, tia rất là mịn nha anh em. Cái này thì hơi xấu á, 150.000, chuyển khoản bao ship. Giờ anh em cắm cái ống 16, ống phim 16, ống nhựa, cắm vô là xài thôi. Rồi, cái này 200.000. Đó, anh em cắm ống phim 16 vô đây. Đó, cái này cũng tiêm mịn nha anh em, nhưng mà cái này cái bắp nó bự hơn ha. Đó, cái nhỏ thì 150 nha anh em, cái lớn 200.000 ha, chuyển khoản bao ship. Số 5, số 6. Rồi, số 7 là súng phun sơn Anet Iwata W101 Kiwami. Đó, cái này giá mới rất là cao nha anh em. Đó, cái này bộ này bán 2 triệu ha, chuyển khoản bao ship. Bình zin luôn, nguyên zin tất cả luôn. Mà số 7 mà anh em xem clip test ha, 2 triệu nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Đây test thử cho anh em coi cái súng Anet Iwata nha anh em, W101 ha. Kiwami. Đó, thì cái dòng này là mà thân mạ chrome. Đó, khi mà dính sơn anh em chỉ cần lau sơ qua cái là nó dễ hơn cái dòng thân nhôm ha. Đó, cái này cũng là nhôm luôn nhưng mà nó mạ chrome sáng bóng nè anh em thấy không? Rất là đẹp. Cây này còn đẹp lắm nha anh em. Thì cái này nếu mà giá mới người ta bán là bán 3 triệu 9 cái thân ha. Còn cái bình nữa là 600.000 nữa. Là tổng cái bộ này là khoảng 4 triệu rưỡi. Đó. Cái đó là giá mới người ta bán á. Nếu mà anh em nào thích thì mình chơi hàng bãi cho nó tiết kiệm á. Rồi để mình test cho anh em coi nha. Đó, thì đây là cái nguồn hơi vô, đây có cái đồng hồ luôn nè. Anh em muốn chỉnh đây cũng được, hoặc là chỉnh nguồn hơi vô đây cũng được ha. Rồi, cái màu cam á là anh em chỉnh cái lưu lượng sơn, còn cái màu đen á ở trên á rồi anh em chỉnh cái đầu xòe. Đầu xòe nè, anh em thấy không? Xòe lớn nè. Đó, mình giảm đầu xòe lại nè. Đó, thấy không? Cái tia nó thẳng nè ha. Xòe nè. Đây là chỉnh lưu lượng sơn nha anh em. Đó, sơn nít rồi nè ha. Bây giờ mình tăng lên nè. Chỉnh xe nhiều vô nè. Cái này còn rất là đẹp nha anh em. Hoạt động hoàn hảo, không lỗi lầm gì hết ha. Đó. Japan nè, anh em thấy không? Kawami. Kiwami. W101 Anet Iwata ha. Đó. Bình nguyên zin luôn nha anh em, cái nắp hơi bị cấn xíu nè. Nắp cấn nhẹ đây nè, bình nguyên zin cũng rất là đẹp nè. Đó. Bình nguyên nóc luôn anh em. Đó. Thì cái này đặc điểm của nó là nó mạ chrome sáng bóng. Đó, nếu mà dính sơn em chỉ cần lấy xăng thơm em lau qua cái là sạch liền. Nó không giống mấy cái thân nhôm ha. Đó, đây còn cái tem chống hàng giả của Nhật luôn nè. Anet Iwata nè. Cái này thì theo mình biết á, là Trung Quốc nó không có làm giả được nha anh em. Tại vì Trung Quốc nó không chưa có làm được cái loại mà súng mà mạ chrome vậy ha. Đó, mạ chrome bóng vậy nè, Trung Quốc nó chưa có làm được. Nó tất cả nguyên zin luôn. Đây nó gắn sẵn cái đồng hồ áp nè. Đó. Rồi, cái này hít kính STC nè, hít kính nè. Đó, mặt da còn ok ngon lành. Đó, cái này bán 500.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Nó không có rách, không có gì hết nè. Hết còn ok, ngon lành. Đó, anh em đè mạnh xuống, xong mình gạt cái này lên. Đè mạnh xuống, xong gạt này lên. Rồi mình hít. Bao anh em xài luôn á. Mà số 8, 500.000 nha nè. Hít kính. Rồi, số 9 là một cái vòi xịt nước đa chế độ. Nuzzle 5, made in Japan.
Đó, cái này em bán 350 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Mã số 9 ha, 350 một cái giò sạch nước. Đây. Ha, made in Japan, một cái giò sạch nước đa chế độ made in Japan. Đó, hai bên made in Japan luôn ha. Noodle 5. Đó, cái này nó xoay 360 luôn nè, anh em không sợ bị rối dây nè. Đó. Ha, nó tích hợp luôn khớp xoay nè, 360 luôn, anh em không sợ bị rối dây nè. Đó. À, đây là cái khóa nha em, khóa là khóa đuôi ha. Đó, anh em lấy lên là khóa nè. Thấy không? Anh em bóp ra nó mở nè, nè. Mình khóa lại nè, thấy không? Rồi. Anh em chỉnh là chỉnh ở đây. À, nó đa chế độ, anh em xoay tới đâu nó sẽ mở tới đó nha nè. Đó. Đây mình kẹp cái điện thoại lại cái nè. Đó anh em thấy không? Nào mình xoay nè. Đó. Tia nè. Cái này nước máy nha mình nha anh em. Tắt nè. Ha. Xoay ngay đây là tắt nè. Đó. Rồi xoay nữa nè. Đó, cái tia nhỏ nè anh em thấy không? Này cái tia nhỏ giống cái hình mô tả nè. Ha. Đó, rồi cái tia thẳng nè. Anh em thấy không? Xoay tới đây nè, cái tia thẳng nè. Đó, này anh em tưới cây ok nè. Đó. Ha. Đó, cái tia nhỏ nè. Thấy không? Tắt nè. Đó. Rồi tia thẳng nè. Xòe nè. Nó muốn xòe tới đâu anh em chỉnh tới đó. Rồi, dặn tới đây ngắt luôn. Xòe nè. Thấy không? Tắt nè. Đó, nhiều chế độ lắm nha anh em. Đó. Đó, anh em gạt cái này lên là đóng lại. Đó, made in Japan. Cái này ống phi 16 anh em về mua cái ống phi 16 gắn vô là xài thôi. Bình thường. Cái này hơi trầy xước xíu nha anh em. Đó. Trầy xước xíu là bên Nhật người ta xài rồi á. Nó hơi xấu xấu ha, hơi trầy xíu nha anh em, nhưng mà chức năng hoạt động ok ha. Rồi số 10 là một cái giật cành trên cao. Đó, đây có chữ nè. Cái này bán 800 ngàn nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Đó, đây có chữ nè. Giật cành trên cao, cái thân này bằng thép. Đó, thì anh em cắm cái cây tre vô đây ha, cắm cây tre dài vô đây rồi mình dặn con vít vô đây là ok ha. Đó, sau anh em nắm cái dây anh em giật nè. Đó, thì nó cắt. Lưỡi này còn bén nha anh em, không có sức mẻ hết ha. Mã số 10, 800 ngàn, chuyển khoản qua ship nha anh em. Rồi số 11 cũng 800 ngàn luôn, chuyển khoản qua ship luôn. Đó thì cái này giống như là người ta rèn thủ công vậy đó. Cây test này người ta dán cái tem vô nè. Đó thì anh em cũng đút cái cây vô đây luôn. Đó. Ha, thì em sẽ khoan cho anh em một cái lỗ để anh em dặn con vít lại để cố định lại. Cái này nó không có cái lỗ để dặn vít ha. Thì nếu mà anh em có nhu cầu anh em nhắn cho em sẽ khoan cho anh em một cái lỗ ngay đây để mình xiết con vít vô. Để mình cái cây nó không tuột ra. Lưỡi nó còn bén nguyên vẹn luôn nha anh em, không lỗ lầm hết ha. Đó. Chưa có mài dũa cho em cũng không dám vệ sinh luôn, để nguyên vẹn cho anh em luôn nè. Rồi còn bám nè. Đó. Thì cái đường này. Cái này á nó cắt được khoảng 30, 25 30 ly nha nè. Cái cây kia cũng vậy luôn, 25 30 ly luôn. Đó cây này 800 chuyển khoảng qua ship nha anh em. Kéo dây vô rồi mình giật thôi. Ha, kéo chỉ vô rồi mình giật. Đó. Rồi số 12, 12 là một cái vít thục của Vetsell. Đó, cái này bán 200 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha, của Vetsell nè. Đó, Vetsell ha, cái này còn hoạt động hoàn hảo luôn, không có lầm gì hết nha anh em. Đó, đảo chiều nè. À, ở trong này còn mấy cái mũi vít nè, để mở lấy cho anh em coi. 200 ngàn nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Mã số 12. Đó. À, còn 4-5 cái mũi vít trong này nè. Ba ke nhọn đầy đủ hết luôn nha anh em. Đây còn 2 mũi chưa lấy ra được. Đó. Nó 200 ngàn ha, chuyển khoản qua ship mã số 12 nha nè. Rồi số 13 là một cái món hàng, cái này bán 450 nha anh em, chuyển khoản qua ship. Thì cái món hàng này á NS300G, cái này một điện 100V nha anh em, lưu ý ha, điện 100V 300W. Đó, Ishikaze Gunma. Nó rất là lớn luôn. Cái này mình đã test rồi, ok rồi, xài ngon lành. Đó. Cắm điện vô là xài thôi. 450 nha anh em, chuyển khoản qua ship mã số 13 ha. Rồi mã số 14. Thì mình mới về 6-7 cây rút dây. Đó, còn số lượng nha anh em. Cái này lấy ra 2 cây cho anh em coi thôi. Ngoại hình nó cũng tương đương nhau. Đó 6-7 cây. Rút dây rút. MK8 ha. Đó. Nè, MK8 thì nó có từng cái cấp chỉnh lực. Anh em có thể rút cái cán ra nè. Đó, rút cái cán ra rồi mình chỉnh lực. Đó, ở đây nó có cái vạch nè ha. Mình chỉnh số 4 là mạnh nhất, số 1 là nhẹ nhất. Đó, rồi gắn vô, xong rồi gắn vô, gắn cán vô rút. Ha.
rút này tự cắt luôn nha nè. Đó, thì một cây này em bán 250.000 chuyển khoản bao ship nha, mã số 14 nha nè. 250.000 một cây chuyển khoản bao ship, rút chỉ rút nha nè. Còn số lượng anh em cứ nhắn Zalo ha, mình sẽ tư vấn cho anh em là cây nào xài ok. Rồi số 15. 15 là hai con dao Victory Knock của Thụy Sĩ. Đó, thì con này nó có 3 món nè. Đây, món nhỏ ha, này con dao. Này, hai con này của Thụy Sĩ nha, Whistleland Stainless thép thông rỉ. Đó, lưỡi con bán ngọt ngào luôn. Đó thì hai con này bán 250.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Đó con này thì 3 món nè ha. Đó, bán cả hai con 250.000. Con này thì nó hơi gắt nha anh em. Về anh em nào mà chuyên chơi dao thì mình vệ sinh ha. Đó, thì con này tình trạng hơi gắt. Đó, cái tay ra hơi khó ha. Đó, con này thì có 1 2 3 4 món nè. Với cái khui rượu nữa là 5 ha. Đó, thì hơi gắt nha anh em, nói trước anh em ha. Cho nên mới bán cái này, hai cái này 250.000 chuyển khoản qua ship. Đó, anh em xem ok thì mua ha. Con hai con Thụy Sĩ hết nha anh em. Cái lưỡi dao trong ok lắm ha, bây giờ cái tay mở không được. Đó, thì cái này chỉ bán dành cho anh em chuyên chơi dao thôi, người ta xài, người ta rã, người ta vệ sinh ha. Mã số 15, 250.000 hai cái chuyển khoản qua ship. Rồi 16. 16 là một cây làm thợ điện đa năng. Đó, thì ở đây là tuốt dây nè, anh em thấy không? Tuốt rất là nhiều cả dây. Đó, ở đây là bấm cót. Trên này cũng là bấm cót luôn. Nó bấm cách nhỏ ha. Rồi ở đây là cắt ốc nè. Đó, mấy con ốc M2, M3, M4, ốc nhỏ anh em chỉ cần dặn vô đây nè, dặn xiên qua luôn ha. Rồi mình bấm một cái, anh em thấy nó đen thui không, tối à nè, ha. Bấm một cái là hai cái mặt phẳng này à, nó cắt nhau, nó cắt ốc ra luôn. Mình lấy con ốc đó mình dặn xài luôn, khỏi cần mài lại, rất là tiện nha, rất là nhanh luôn. Engineer World Player Made in Japan BA01, còn rất là đẹp luôn. Đó, cây này bán 250 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Mã số 6 à, 250.000 chuyển khoản bao ship, một cây tuốt dây điện bấm cốt đa năng. Rồi mã số 17. 17 này bán 250.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, một cái kẹp khoan của Đức. Rom Germany. Đó. Ha. Nè, đây có chữ Germany nè. Cái này kẹp 10 ly nha anh em, chuyển từ máy bắn vít sang máy khoan ha. Đó, chuyển từ máy bắn vít sang máy khoan. Cái này 250.000 nha, chuyển khoản bao ship nha. Một cái kẹp khoan 10 ly ha. Rồi số 18. Số 18 bán 200.000 là một cái tuốt dây điện của Mỹ. Đây. Ideal Industry USA nha anh em. Đó, tuốt dây điện của Mỹ. Thì cái này tuốt tối đa được dây 1 ly 6 nha anh em. Đó, tuốt tối đa 1 ly 6 ha. Đây ngoại hình của nó nè. Đó, mình chưa dám vệ sinh nhiều luôn, mình sợ mòn cái răng á. Đó, thì cái này bán 200.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Mã số 18 ha, một cái tuốt dây điện của Mỹ. Cái này tay cầm á, nó ngọt luôn nha anh em. Cầm vừa tay lắm ha. Đó, 200.000, mã số 18 nha anh em. Còn mã số 19. 19 là một cây tuốt đầu dây. Đó, tuốt dây điện nhưng mà lột thuộc loại tuốt đầu dây á. Đó. Cái này của Ý nha nè, Made in Italy. Cái này bán 300.000 nha, chuyển khoản qua ship. Made in Italy ha, của Ý. Đó. El Control Italy nè. Đó, phát minh thì khắp thế giới luôn. Ở Anh nè, ở Mỹ nè, Nhật Bản nè. Đó, cái này sản xuất ở Ý nha nè. Còn xài ngon lành ha, 300.000, chuyển khoản qua ship. Một cây tuốt dây điện, tuốt đầu dây điện ha. Rồi số 20 là một bộ dít thử điện của Rubicon. Đó, cái này bán 250.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Rubicon. Đó. Còn xài ok ngon lành nha anh em. Đó. Ở trong cái ruột ở trong nè, bóng đèn nè ha. Đó, 6 mũi nguyên zin luôn, mới như chưa xài luôn. Chuyển khoản bao ship nha anh em, mã số 20 ha, Rubicon. Rồi 21, 22, 23 là ba cái bình dầu dành cho anh em nào mà làm thợ máy, anh em ráp máy, ráp máy xe, máy tàu, động cơ diesel, động cơ xăng gì đó, thì anh em ráp bít tông, ráp xi lanh, ráp máy á, thì mình châm nhớt vô đây, đó là mình xịt, mình ráp máy, đó thì cái này bán 150.000 cái nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Đây cho anh em coi, mã số 21 nè ha, đó 150.000 cái nha nè, Jet Oiler, Made in Japan. Đó, thì cái nhựa này nó dẻo, cũng tương đối dẻo nha nè. Đó, cái nhựa này dẻo ha, anh em bóp không sợ bị móp. Đây nè. Đó, Made in Japan. Đó ha. Jet Oiler này, số 21 150.000 nha nè, chuyển khoản qua ship nha. Số 22 cũng vậy luôn, cũng 150.000 luôn. Chuyển khoản qua ship luôn. Cái này của Top ở của Lobster. Đó, cái này của Lobster nè. Đó, Lobster hình tôm này em thấy không? À, rồi số 23 cũng vậy luôn, cũng 150.000 luôn, chuyển khoản qua ship luôn.
cái này PT. Đó PT. Thì có nó là 180ml nha anh em. Cái này thì 150ml. Còn cái này thì cũng cỡ đó, cũng cỡ 180ml à. Đó, châm dầu vô xong anh em xịt ra, xịt ráp máy, 150.000 cái nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Đây em có 4 cây kéo, bán đồng giá 250 một cây, chuyển khoản bao ship luôn. Đó của Đức hết nè. Germany nè. Thấy không? Germany nè, Germany nè. Cây này cũng Germany luôn nè, của Đức hết luôn nha anh em, 250 một cây ha. Rồi đây là cây 24. Đó thì anh em chọn rồi mình em nhắn tin cho mình đi, mình sẽ báo anh em còn gì hết ha. Lưỡng còn ok còn lành. Cái này để nguyên nước sơn zin luôn nha anh em. Bình thường mấy cây kia mình bán mình đánh ra hết luôn ha, nhưng mà có vẻ anh em không thích. Đó. Thì em để nguyên nước sơn zin luôn, anh em nào có nhu cầu mà tẩy sơn á thì nhắn cho mình sẽ tẩy sơn trước khi gửi tới anh em. Đó cái này tẩy sơn thì nó sẽ ra màu trắng hết luôn. Ha, còn để sơn zin là nó như vậy. Đó cây 25 nè. Đó anh em thích lựa cây nào lựa ha. Lưỡi còn ok ngon lành hết nha anh em, 250 một cây. Đây 26. Cây này tróc sơn hơi nhiều ha. Đó, lưỡi còn ok ngon lành luôn, không có sức mẻ hết nha anh em. Đây cây 27. Màu xanh chuối ha. Lưỡi cũng còn ngon nè. Đó, 250 một cây nha anh em, chịu khoảng bao ship nha, 45-67 ha. Rồi 28. 28 là kéo carton Stetsky C240 ha. Thì Mitsubishi nó Tetsky là nó làm cái kéo với thương hiệu Mitsubishi, không biết là lấy thép của Mitsubishi hay sao á. Đó, Tetsky. Đó, nè, cái khuôn y chang kiểu mà em hay bán nè. Cán còn rất là đẹp nha nè. Đó, cái này bán 300 nha, chuyển khoản qua ship nha. Lưỡi còn ok, không có sức mẻ gì hết, nguyên zin luôn, chưa mài dũa. Nè, số 28, 300.000, chuyển khoản qua ship nha nè. Rồi 29 là một cây mổ LED, miệng mở 30 của Super Tool. Em đúp 30 nha nè. Đó, nè. Miệng mở 30 nè anh em thấy không? Anh đúp 30 ha. Chiều dài của cây này là 20cm, 2 tấc nha nè. Đó, cây này bán 200.000 nha, chuyển khoản qua ship của Super Tool Made in Japan, 200.000 nha nè. Miệng mở 30 ha, chuyển khoản qua ship. Đây đóng miệng là cho anh em coi cho dễ. Đó, nước xi hơi tróc tróc xay xíu nè, còn ngoài ra ngoại hình còn đẹp. Đó, đóng miệng lên nè. Ok ha. Rồi 30. 30 là một kìm phe của KTC, cây này bán 200 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. KTC Japan Kyoto Tool. Đó, hai cái mũi nguyên dạng luôn, không lỗi lầm gì hết, 200.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship. Khi mình bóp vô là cái mũi nó bóp vô ha. Đó, cây này mở phe trong, phe lỗ. KTC Japan 200.000, chuyển khoản bao ship nha anh em. Rồi 31. 31 là một cây kìm kẹp ống đa năng của Rigid Mỹ nha anh em. Rigid Roboro Made in USA. Đây. Made in USA ha. Cái này còn ok. Đó anh em xem cái răng nó nè, này hàm dưới, này hàm trên. Đó ha. Cái rảnh này để mới kẹp ống nè. Đó. Thì cái này kẹp ống tự động luôn nha nè. Ống size nào mình cũng kẹp được ha. Nè, để vô là kẹp nè. Đó. Để vô là kẹp ha. Cái này tự động nó ăn vô luôn. Bình thường nếu mà anh em xài cái kìm mổ quạ bình thường á là mình phải dời cái này lên rồi dời xuống ha. Giờ cái này lên từng nấc, giờ xuống nè, còn này không cần ha. Tới đâu tự nó ăn luôn nè. Tới đây tự nó bám vô luôn nè ha. Nè, đây tự nó bám vô luôn. Đó, thao tác rất là nhanh nha nè. 31 ha. Đó, cái này thì size lớn nha nè. 700.000 ha, chỉ khoảng bao ship. Thì cái miệng nó mở được tôi kẹp tối đa ống chắc phi 50 á. Chiều dài của nó là 25cm nha nè. Nè, em đo từ đây tới đây nè. Là 50cm, 50 ly nè. Đó. Thì anh em nhắm cái cỡ thì anh em mua xài ha. Chuyển khoản qua ship như này, mã số 31 ha. Rồi 32 là một cây mỏ LED của Baco, 8 inch, 20cm, made in Sweden, sản xuất ở Thụy Điển nha. Thì Baco đời mới bây giờ sản xuất hình như ở Tây Ban Nha. Còn cây này hồi đời cổ là sản xuất ở Thụy Điển nè. Baco 31 ha. Baco Sweden. Đó. Thì cái miệng còn rất là đẹp nè, còn ngon lành nè. Không có rơ lắc nhiều. Còn nguyên vẹn luôn, không có móp méo luôn. Đó, cái hàm này giống như dặn bu lông thôi. Đó mà số 32 ha. Anh em thích cái này thì nhắn tin cho mình nha anh em. Rồi 33. 33 là một cây kìm Champion. Đó cây này đời cổ. Đó, hàng cổ cây này thì là tiền thân của cái cây của cái hãng Chanel Lock. Đó, hãng kìm Chanel Lock của Mỹ á. Đó, cây này đời cổ xưa lắm rồi nhưng mà còn rất là đẹp luôn, răng còn cực kỳ đẹp. Cây này 400 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Đó răng cực kỳ đẹp nè, còn nhám tay luôn nè. Đây cái lưỡi cắt của nó còn khít tối đen thui luôn anh em thấy không nè, tối đen luôn nè. 400.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha.
chiều dài của nó là 22 cm ha. Đó thì anh em tra cái chữ này trên Google là thấy rồi, Champion nè, MF nè, MFAD nè, VIMMA nè, BA nè, mình tra lên là thấy liền ha. Đó cái logo, cái hoa văn này là trên này lót đời cổ á, nó làm cái hoa văn này nè. Đó, như cây này Champion lúc đó chưa đổi tên, mà số 33 ha, 400.000. Rồi 34, một cây tuốt dây 8 mm, lỗ siêu khủng luôn nha em. 1.25, 2.0 là tuốt ở đây ha, 3.5, 5.5, 8.8 mm vuông luôn. Đó, hoạt động hoàn hảo nha em. Marvel Made in Japan. Đó, cái này bán 400 nha em, chuyển khoản qua ship nha. Mà số 34 ha, 400.000, tuốt dây 5.5, ở tuốt dây 8.0 luôn. Đó, 400.000, chuyển khoản qua ship nha em. Thì cái lỗ lớn rất là khó kiếm. Đó. Rồi 35 là một cái cắt ống mini đó, dành cho anh em thợ điện lạnh, cái này bán 200 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Đó, cái ống đồng mini dành cho thợ điện lạnh thì cái này cắt được từ 3 tới 3 ống 16 đó, ống từ 3 ly tới 16 ly là cắt được, thì cái này rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay nè anh em, cắt mấy cái khe hẹp là sẽ ok luôn ha. Mấy cái ống đồng mà dao mà nó lớn á, nó có cái cán á, anh em rất là khó cắt. Anh em xài cái này nè, anh em cắt từ từ nhưng mà cắt được mấy chỗ khe hẹp, mấy chỗ khuất xài ok ha. 200.000, chuyển khoản qua ship nha anh em. Mã số 35 ha. Thì đó là tất cả món hàng ngày hôm nay. Anh em mua hàng anh em nhắn tin cho mình, số điện thoại mình để bên dưới màn hình nè. Cảm ơn anh em đã quan tâm.